Giờ bên anh có một cái mini game nhỏ xíu nữa thôi. Thì bây giờ đối với em móc xuống cái thắng á, thì em sẽ được chọn là mức giá là 30 triệu. Còn thu á là giá 300 ngàn. Nhưng anh thấy Đà Nẵng chỗ anh rất là đẹp, nhưng mà nó có thêm những thứ gì mới mẻ không? Ba biết là gì không? Lẩu gà lá é rất là đặc sản ở Đà Lạt nha, món rất là ngon, cực kỳ ngon. Hello mọi người, mình tên là Minh Tuấn, rất vui mọi người đã tới đồng hành cùng kênh Thoát Đa Chiều. Các bạn hãy nhớ bấm subscribe kênh Thoát Đa Chiều như YouTube, TikTok, Instagram. Và hôm nay mình sẽ nói về một câu chuyện của giới Gen Z về như là ăn chơi, vui chơi, chụp hình, sống ảo như thế nào. Thì hôm nay mình có mời tới một bạn khách mời, mọi người đón xem nha. Hello, xin chào tất cả các bạn của kênh Thoát Đa Chiều. Mình tên là Hina, mọi người hay gọi mình là Na. Hello em. Vỗ tay. Để có thêm một vỗ tay nhỏ đối với khách mời của mình. Bây giờ bên anh có một cái mini game nhỏ xíu nữa thôi. Thì bây giờ đối với em bóc trúng cái thắng á, thì em sẽ được chọn là mức giá là 30 triệu. Còn thu á là giá 300 ngàn. Nhưng trong số tiền đó em dùng đi hoặc đi đâu, chứ không phải ở nhà ngủ nha. Chơi không? Chơi. Chờ đúng không? Mà bây giờ em chọn đi. Hay cho anh chọn, cho em chọn trước luôn. Rồi em coi đi. Anh thắng, em thua. Thì bây giờ đối với em 300 ngàn, em sẽ lên kế hoạch đi đâu và làm gì? Đối với em 300 ngàn, em sẽ lên kế hoạch là đổ xe đầy xăng. Xong rồi em sẽ chạy vòng Sài Gòn. Vòng Sài Gòn thôi. Rồi 300 ngàn phí gì em. Và nếu mà vòng Sài Gòn á, thì với 300 ngàn đó em đổ được xe đầy xăng cho 100 ngàn đi. Còn 200 ngàn em sẽ lựa 3 món đặc sản nhất của Sài Gòn để mang. 3 món đặc sản nhất là em sẽ mua bánh tráng trộn. Bánh trộn Sài Gòn đúng. Cái đó đúng. Còn món thứ hai, 5 minutes later, em mua chân gà xả tắc. Chân gà xả tắc, anh thấy nó không phải là đặc sản của Sài Gòn. Nó cũng là kiểu bình thường rồi. Có món đặc sản hơn xí không? Món gì anh có thể gợi ý không? Món này mà mình cảm giác là nó được mọi người kiếm nhiều nhất. Và trong những cái khu mà bình thường nhất á, của giới trẻ á, hiện nay á, em biết không? Nếu mà còn 200 ngàn thì em nghĩ là em ghé ở đông quán rồi em ăn bún bò, phở, hủ tiếu. Hủ tiếu nhưng mà anh thấy nó bình thường rồi. Xong rồi em sẽ đi mua tiếng trộn và em vô một cái quán nước rồi đấy ngồi. Thấy cũng được, cũng hợp lý, nhưng mà em sẽ cho anh biết là nó không hấp dẫn cho anh nghe. Tại vì cái đồ ăn nó chưa hấp dẫn lắm. Em nên cho một cái ví dụ đồ ăn này mà em thấy đặc sản, hoặc là cái tỉnh miền Tây người ta lên bán tại Sài Gòn. Miền Tây bánh khọt. Bánh khọt ở Sài Gòn cũng có hả? Có hả? Còn món nữa không? Hoặc là bánh xèo. Bánh xèo. Bánh xèo của miền Trung hay của miền Tây? Tại vì có hai loại bánh xèo lận. Bánh xèo miền Tây à? Miền Tây. Nó to lắm, mình này mang không nổi không? Nổi à? Cũng được, ba món đó thấy cũng hợp lý. Thì còn đối với anh á, anh có 30 triệu á, mà anh sẽ lên hồi đi đâu á, thì thứ nhất á là anh sẽ sắm đồ trước. Tại vì muốn đi chơi và có đồ để sống ảo, anh sẽ dùng tiền đó tầm khoảng 10 triệu để sắm quần áo trước. Rồi anh sẽ đi Đà Lạt. Chính là đi Đà Lạt trước. Đà Lạt là một nơi rất là đẹp, thơ mộng. Thứ hai là anh thích uống sữa đậu nành trên đó và bánh tráng trứng của nó.
Còn về đêm á thì anh thích đi dạo hồ với số tiền đó. Nhưng mà anh sẽ đi thêm một địa điểm nữa, đó là Đà Nẵng. Tại trước giờ anh chưa đi Đà Nẵng lần nào, anh cũng muốn đi thử Đà Nẵng nó có những gì hấp dẫn cho mình. Tại vì anh nghe người ta nói Đà Nẵng là một thành phố rất là xanh sạch đẹp, chưa kể biển rất là trong, đồ ăn Đà Nẵng rất là rẻ. Nhưng với 30 triệu mà anh đi được tận 2 nơi. Đúng rồi em. Tại sao mình có thể đi được rất là nhiều nơi với 30 triệu, không thể là 2 nơi, có thể là 5 nơi cũng được. Đối với em thì 30 triệu thì em chỉ có thể đi được một nơi. Một nơi thôi. Một nơi cũng chưa đủ đối với em. Em tính đi đâu? Thì chẳng hạn như em đi Đà Nẵng, anh đi nhưng mà chi phí của em nó sẽ cao hơn. Với đối với em á, thì em đã thắng rồi thì 30 triệu đó em sẽ đi với ai? Đối với em 30 triệu thì em sẽ đi với bạn thân của em. Bạn thân của em? Em đi Đà Nẵng và chụp một bộ ảnh với bạn em để làm kỷ niệm. Anh thấy Đà Nẵng chụp ảnh rất là đẹp, nhưng mà nó có thêm những thứ gì mới mẻ không? Tại vì lâu rồi em cũng chưa đi Đà Nẵng thì em không biết, nếu có gì em sẽ đi trải nghiệm đó. Anh thấy Đà Nẵng em nên ghé những quán ăn của Đà Nẵng rất là ngon, và biển của Đà Nẵng rất là xanh sạch đẹp, chưa kể là tối có thể ngắm được cầu rồng nữa. Còn đối với anh á, mà anh nhận được 300 ngàn á của em á, thì anh sẽ đi Vũng Tàu. Tại vì trước giờ anh rất là thích Vũng Tàu mà chưa có gì mà đi. Nếu đi xuống đó thì anh sẽ, thứ nhất là anh sẽ ghé làng hàu Phước Hải trước, anh thử hàu của nó như thế nào ngon không. Thứ hai là anh sẽ ăn thử bánh khọt của nó. Và còn một xíu nữa là anh sẽ đi dọc bờ biển, có những ăn ngon nào đó anh sẽ thưởng thức của nó tại Vũng Tàu. Anh đi Vũng Tàu với ai? Anh chắc chắn đi Vũng Tàu với bồ anh rồi. Anh sẽ nói trước, với 30 triệu thì mình sẽ đi với bạn mình, đi thứ nhất là đi Đà Lạt, thì hai đứa mình sẽ ngắm, trước là ngắm hồ Xuân Hương và đi ăn ba món đặc sản nhất của Đà Lạt của mình đang muốn á. Thứ nhất là sữa nành, đúng không em? Bánh chén nướng. Và món thứ ba biết là gì không? Là gì? Lẩu gà lá é, rất là đặc sản ở Đà Lạt nha. Món rất là ngon, cực kỳ ngon. Và thứ hai nữa, và mình sẽ đi thêm điểm thứ hai là Đà Nẵng. Thì Đà Nẵng mà thích nhất là cầu rồng của Đà Nẵng. Và ba món ăn đặc sắc nhất của Đà Nẵng mình không biết lắm hay sao, nhưng mà mình cũng nhớ thôi là sẽ có món như là bánh mì. Món thứ hai là bánh cuốn chấm mắm nêm. Món thứ ba là em nhớ gì không chứ anh? Đà Nẵng thì em biết có bánh đập. Bánh đập hả? Em cảm ơn em rất nhiều. Thì có thứ ba là món bánh đập. Thì ba món đó đặc sản của Đà Nẵng mình sẽ đi ăn thử nếu có 30 triệu này. Còn đối với em? Đối với em, nếu như mà em có 300 ngàn, em sẽ dạo quanh Sài Gòn và em sáng sớm thì mình có thể đi ăn bánh mì và uống cà phê bệt ở Thời Đức Bà. Cái đó anh hay uống, anh uống rồi đó. Tối thì mình có thể đi ăn vặt ở phố đi bộ Nguyễn Huệ về. Ôi từ từ nha, phố đi bộ em phải suy nghĩ lại trước khi ăn. Tại lúc này phải vé nó cũng hơn từ 300 ngàn hết á. Nhưng mà mình có thể ăn vặt mấy món nhỏ nhỏ nhỏ. Còn món thứ ba? Cái trộn hồ rùa. Cái nơi đó cũng là đặc sản của Sài Gòn. Anh cũng hay ra hồ con rùa. Mà đồ ăn hồ rùa thì cũng ngon thiệt. Mà được có một chút xíu ý kiến là vé nó bị chát so với các nơi khác. Em thấy đúng không? Không, đối với em về bánh tráng trộn 30 nghìn cũng không như vậy. Không, anh thấy có khi là 40 ngàn nữa. Bánh mì, mình ăn bánh mì một ổ 80 ngàn lận mà anh. Anh chưa ăn mì đó lần nào nha. Anh thử ăn bánh mì Huỳnh Hoa đi ạ. Để khi nào anh nhận được 30 triệu của chương trình đó, anh sẽ ăn thử bánh mì thôi của em nói. Các bạn ơi, thì cái phần Vinny Game này cũng đã kết thúc chương trình hôm nay. Các bạn hãy nhớ đăng ký Thoát Đa Chiều trên tất cả nền tảng. Và chưa kể, bạn hãy nhớ cho tụi mình chia sẻ về những vấn đề của Gen Z hiện nay như thế nào nha. Cảm ơn em, Hina, đã đồng hành cùng chương trình Thoát Đa Chiều ngày hôm nay nha. Thì bây giờ mình sẽ tạm biệt khán giả nha mọi người nha. Hẹn gặp lại mọi người trong Thoát Đa Chiều lần sau nha.